Chào các bác nhá. Ngày hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm 2022. Em có test hai cái món này. Đây, để em gửi cho một cái bác. Bác ấy đặt hàng em. Bác đã chuyển khoản rồi. Bác ấy mua một con Sony CF1980. Đấy, con này là bác ấy đặt trước rồi, rất là đẹp, đài bãi rất là đẹp luôn. Cộng với một cái quạt con cóc. Quạt con cóc hồi xưa. Đấy, em test hai món và em gửi cho bác nhé. Để các bác mua bán của em trên mạng thì hoàn toàn là yên tâm nhé. Đấy. Đầu tiên là con Sony CF1980. Đây là đài bãi zin và đã được dọn bộ cơ vệ sinh, thay dây cura, bánh tì, chạy hoàn hảo rồi. Bên em chỉ bán đài bãi thôi chứ không có chơi với hàng bờ trong dân của Việt Nam đâu. Đấy. Rẻ nhưng mà hàng bờ rẻ nhưng mà rất xấu, rất lát. Đấy. Hàng bãi giá tiền nó cao một chút nhưng mà đổi lại là nó đẹp hơn. Con này thì nó giá tiền em bán rất là ok luôn. Giá nó khoảng hơn 2 triệu thôi. Đấy, hơn 2 triệu là đã sở hữu được chiếc đài Sony này rồi. Đấy, không nói nhiều nữa. Bây giờ em test chế độ radio AM, FM nhé. Thì sau đấy mình cũng cần phải chú ý cái khâu vệ sinh răng miệng và uống thuốc đúng theo đơn. Tức là 78, xin nhắc lại số tổng đài miễn cước 1800. Đấy là sóng AM. Còn đây FM đây. Em đã kéo lên 108 nhé. Chơi các đài luôn. Đúng tuổi các bạn ấy. Nhớ anh thấy mình. Ông có rượu đây. Ông cũng uống không? Rồi bây giờ chơi băng cassette nhé. Đấy. Sony 1980 này thì em giới thiệu qua một cái video rồi, cho nên anh em cũng có thể biết về nó rồi. Nó có chế độ chỉnh bát, chỉnh check riêng biệt rất là hay luôn, dòng khá nổi tiếng của Sony. Đấy. Em chạy băng cassette nhé. Ô tìm không mấy đường phố bước lần đi. Buồn nghe dây dứt thế. Nhìn xe kép hoa màu trắng ngỡ rằng mình pháo hồng tiễn đưa. Lá thu chậm rơi từng lá nghe bùi ngùi. Tưởng bước ai tìm về. Đấy, tua này, tời này. Đấy, ok hết rồi nhé. Đó. À, món thứ hai này em test là cái quạt con cóc này. Quạt con cóc con veo hồi xưa đấy. Cái này thì của Điện Cơ Thống Nhất sản xuất nhé. Đấy, hàng mới đẹp luôn, chạy ok. Con này chạy quạt con cóc này thì chạy điện 220 nha anh em nhé. Đấy, cắm thử luôn. Đấy, trời ngon lành luôn. Đấy, quả con cóc đấy. Đẹp luôn. Còn đài Sony này là Nhật bãi, chạy điện 100V các bác nhé. Xin cảm ơn bác nhé. Và bây giờ em sẽ đóng gói hai món này để gửi đi cho bác. Rồi, anh em nào thích mua đài với em hay mua đồ xưa nhé, làm việc qua Zalo với em theo số Zalo 0772323022 các bác nhé. 0772323022 nhé. Chào các bác.